Một cuốn sổ vừa có thể vẽ vừa có thể ngắm tranh được, bạn có tin không? Giờ thì cùng mình unbox xem có thật vậy không nha. Nhà âm mặt bự vừa ra mắt sản phẩm mới là mình đã tậu ngay em này về liền. Và sau 7749 cái bọc thì mình đã khui xong rồi nè. Trời ơi, bì sổ siêu xinh luôn á mọi người. Cá nhân mình thì cực kỳ thích phong cách ma mị kiểu như này luôn. Về kích thước thì sổ này nhỏ hơn nên rất tiện lợi và dễ mang đi. Một chi tiết mà mình rất là thích trên sổ này chính là cái nơ này nè. Trông rất chi là sang chảnh luôn. Khác với các dòng sổ trước thì đây là chiếc sổ vẽ kết hợp với các tác phẩm hội họa của Artist Yuko. Còn về vòng giấy vẽ thì là màu trắng tinh nha. Mặt giấy mịn nên đi nét rất là mượt. Mình đã thử đi nét nhiều lần và tẩy xóa mạnh nhưng bề mặt giấy vẫn không quá sần sùi hoặc bong tróc đâu. Cho mọi người xem kỹ hơn nè. Nên ngồi phát thảo gì ra thì rất thích hợp để in kim nữa đó. Nên mình đã tranh thủ làm ngay một tấm trên sổ luôn. Với chiếc sổ sketchbook đặc biệt này thì các bạn vừa có thể ngắm tranh vừa có thể vẽ vời luôn nè. Nên ngay em sổ này vào bộ sưu tập của mình thôi. Các bạn nhớ follow mình để xem nhiều video nữa nhé. Bye bye.